Niềng răng là một trong những lựa chọn hàng đầu khắc phục khớp cắn lệch lạc, cải thiện thẩm mỹ nụ cười. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng trong quá trình niềng răng sẽ trải qua những gì và mất thời gian bao lâu không? Chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi như vậy trong quá trình thăm khám và điều trị bệnh nhân tại Nha khoa Lạc Việt Intex. Vậy có những giai đoạn niềng răng nào? Mời bạn cùng tìm hiểu thông tin trong video sau đây nhé. Đầu tiên sẽ là giai đoạn tiền chỉnh nha. Đây là khoảng thời gian trước khi niềng răng, thời gian mà bác sĩ sẽ thăm khám tổng quát, thu thập dữ liệu cần thiết như là phim panorama, cephalometric, CT côn beam, chụp ảnh chụp trước khi làm, thu thập mẫu thạch cao, từ đó xây dựng phác đồ điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Bạn sẽ được tư vấn về các phương án điều trị, chi phí điều trị và việc của bạn là lựa chọn option phù hợp với nhu cầu cũng như chi phí mà bản thân có thể chấp nhận được. Các bạn đừng coi nhẹ bước tiền chỉnh nha, vì kế hoạch điều trị mới là quan trọng nhất trong điều trị y khoa dài hơi. Các bạn cần chọn cho mình một nha khoa đủ tốt, đủ chất lượng, hạn chế tối đa sự lựa chọn sai lầm ngay từ ban đầu. Giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn đeo mắc cài. Sau khi có kế hoạch điều trị chi tiết và bạn đã đồng thuận với kế hoạch đó, bác sĩ sẽ bắt đầu gắn mắc cài cho bạn. Đây sẽ là bước bạn mong chờ nhất. Vậy bạn sẽ phải đeo mắc cài trong bao nhiêu lâu? Chúng ta đi tìm câu trả lời dưới góc nhìn của sinh lý sự dịch chuyển răng nhé. Thông thường quá trình cơ sinh học di chuyển răng sẽ trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, làm đều và làm phẳng cung răng. Đây là giai đoạn đầu tiên trong quá trình chỉnh nha toàn diện, thông thường kéo dài từ 4 đến 6 tháng tùy tình trạng lệch lạc răng. Trong giai đoạn này, răng sẽ sắp xếp thẳng hàng nhờ các dây cung nhỏ đàn hồi với kích thước tăng dần. Bạn sẽ thấy răng của mình thẳng hàng rất nhanh, nhưng cũng có thể song song đó xuất hiện tình trạng hô tăng lên do trục răng hơi ngả ra phía trước. Những vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để vào giai đoạn sau đó. Bạn có thể quan sát hình ảnh sau đây. Như hình ảnh bạn đang quan sát thì răng cửa bên bắt đầu sắp thẳng hàng và cung răng tròn đều dần. Bạn sẽ thấy sự dịch chuyển răng rõ rệt, tuy nhiên nếu răng bạn lệch lạc quá nhiều, quá trình sắp xếp cung răng có thể khiến răng dịch chuyển ra trước, tạo cảm giác hô tăng lên. Nhưng mà đừng lo lắng, bạn sẽ bước vào giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là giai đoạn chỉnh tương quan răng hàm và đóng khoảng. Mục tiêu của giai đoạn 2 là giúp răng của bạn bớt hô, bớt móm hay các tình trạng lệch lạc răng khác và có thể khớp tốt với nhau. Thời gian kết thúc giai đoạn 2 sẽ tùy từng trường hợp, nhưng nếu có nhổ răng thì trung bình sẽ rơi vào khoảng 12 tháng. Nếu như ở giai đoạn 1, bác sĩ đặt lực chủ yếu trên những dây cung có kích thước nhỏ, có độ đàn hồi cao, thì ở giai đoạn 2, dây cung sẽ là dây vuông, cứng và gần như chỉ có tác dụng như một đường trượt định hướng di chuyển răng. Răng sẽ được kéo lui bởi các khí cụ hỗ trợ như dây chun, lò xo, mini vis hay lúp kéo đóng khoảng. Ở giai đoạn này, bác sĩ phải thực sự khéo léo tính toán khoảng trống. Do mỗi 1mm khoảng có được trên cung hàm đều phải trả giá bằng việc cắm mini vis di xa, mài kẽ răng thật hay thậm chí là đánh đổi từ việc nhổ răng. Nên phải sử dụng nó một cách có ý nghĩa, đồng thời cũng phải tránh những biến chứng khi áp dụng lực sai, gây teo ngót chân răng quá mức. Sau khi kết thúc giai đoạn 2, răng của bạn đã kín khít, tình trạng hô được cải thiện thì bước vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 được gọi là giai đoạn tinh chỉnh kết thúc. Giai đoạn 3 kéo dài từ 3 đến 6 tháng liên quan đến sự ổn định kết quả niềng sau này. Các răng có độ nghiêng chưa chuẩn sẽ được điều chỉnh lại, đóng khớp cho chuẩn hơn trước thời khắc tháo niềng. Bây giờ sau khoảng thời gian 2 năm, bạn sẽ tiến đến giai đoạn niềng răng cuối cùng, đó là tháo mắc cài và đeo hàm duy trì. Sau khi răng ổn định tương đối trong xương, bạn sẽ được tháo mắc cài và đeo hàm duy trì. Đeo hàm duy trì là một phần cực kỳ quan trọng giúp đạt được sự vững ổn lâu dài. Có nhiều loại hàm duy trì như hàm duy trì mặt lưỡi, hàm Halley hoặc máng trong suốt. Bác sĩ sẽ là người chỉ định đeo loại hàm phù hợp cho bạn. Lưu ý, chỉnh nha có thể tái phát. Nguyên nhân tái phát có thể liệt kê như là bạn chưa bỏ hết thói quen xấu, vẫn còn tật đẩy lưỡi, cắn bút. Bạn không đeo hàm duy trì một cách kiên định. Thời gian đeo hàm duy trì nên bằng thời gian đeo niềng răng. Răng luôn có xu hướng đi về vị trí cũ do co kéo của hệ thống dây trắng quanh răng, cũng như cân bằng sinh lý môi má lưỡi. Đeo duy trì 2 đến 3 năm sau đó sẽ giúp cơ thể tái lập sự cân bằng mới phù hợp với hiện trạng răng có được sau niềng. Với những thông tin được cung cấp trên đây, hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các giai đoạn trong niềng răng. Trong các giai đoạn của quá trình niềng răng, bạn cần nghiêm túc thực hiện theo đúng lộ trình bác sĩ hướng dẫn và những lưu ý khi chăm sóc vệ sinh răng miệng để ca điều trị của mình diễn ra đúng tiến độ và có kết quả ưng ý nhất. Nếu bạn muốn bác sĩ chia sẻ về những kiến thức niềng răng thú vị, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Bác sĩ sẽ trả lời chi tiết cho các bạn. Để biết thêm thông tin hoặc mong muốn có một cuộc hẹn tư vấn niềng răng miễn phí với bác sĩ, vui lòng liên hệ hotline 1900 6421 để được xếp lịch chi tiết nhé.